Yo, hello, chào cả mọi người nha. Chào mừng luôn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì mình đây, Hứa Văn Cường đây. Hồi nãy khách có hẹn. À, khách có hẹn gì? Khách có hẹn là từ đã nhỉ? 2 tiếng nữa chị quay lại. Mà nãy giờ là hình như là được gần 2 tiếng rồi. Bỏ làm anh em ạ. Bây giờ chốt chơi game luôn, đóng cửa lại, ngồi xó chơi game nè. Trời ạ. Khách hỏi chém hay gì luôn. Ok, lại bỏ khách, chào mừng lại bỏ khách trở lại 2 tiếng. Chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Ngày hôm nay tiếp tục cái series của mình, bộ phim do đài truyền hình Linh ATM phát hành. Nếu mà Yến Nhi không vào thì mình sẽ có làm khách, còn có Yến Nhi thôi. Cô ấy chờ mình vào bỏ làm chơi game. Wow. thiệt luôn, nó xạo làm chó. Lấy xạo làm chó, bác cả trường. Uầy, mẹ. Trời ơi, thấy nhiều người nói nhưng mà vẫn thành người. Ý bà ấy là thấy mình online là bà bỏ việc mà chơi game. Ôi. Đổ mẹ mình rồi anh em ơi. Mình là con gái thôi nhưng mà cũng siêu lòng rồi. Ok thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với phần 7 cái series này. Rất nhiều anh em mong đợi. Ok, cùng xem là trận đấu này diễn biến ra sao nhá. Cô đào của chúng ta, cô gái quốc dân của chúng ta bỏ làm để theo mình chơi game. Trốn khách đấy, anh em thấy không? Đang bảo là bỏ khách để làm à, làm đẹp à? Trang điểm nè, wow. Đầu nè. Thiệt này, giọng cu te vãi thể luôn. Anh em vừa đã nghe rồi đấy. Cổ bỏ việc làm để ngồi xó chơi game với mình. Có mình vào, ui, săn mình vào luôn. Vãi thật. Làm nail. Làm đẹp quá. Trang điểm. Nói chung là làm nail thì cũng có nhưng mà Đà không có làm. Chị kia chỉ làm. Chỉ trang điểm các thứ thôi. Xinh lắm anh em ạ. Thiệt luôn á, trốn khách nè, hồi nãy là tính là đi qua siêu thị, đóng cửa lại là trốn khách đi rồi. Với bộ mình trốn khách mình đi siêu thị. Ôi. Nhưng mà bây giờ bây giờ sao? Lại giảm em luôn. Sao? Bây giờ như dư nào? Giờ trốn khách chơi game. Trốn khách chơi game. Trời ơi. Để thương hết sức luôn. Ngoài khách này cũng viết nha. Quá là cù tè của mày què. Dễ thương dễ sợ. Chả vậy, ông sướng bỏ mẹ. Chắc có phần Yến Nhi cho mày nè. Uầy, vô thấy là. Đấy, thấy không? Vô thấy Yến Nhi. Kẹo liền luôn. Đấy, liền trời luôn. À. Anh em thấy không? Cái văn của mình cứ gọi là Nguyễn Du đã trao rồi. Không có người ở đây rồi các cậu ơi. Chúng ta nhanh chóng rồi đi kiếm ít người bạn chứ không mệt lắm. Let's go. Thường thường là như vậy mà. Đúng rồi. Số 4. Đi thôi. Thì cái chứ ông bất ca mà ông thì sao không có ai là ông chạy bất ca rồi. Mở nói chuyện cứ cười thôi. Tim chạy bất ca quá nhá. Chơi game mấy gái ngại à? Như kiểu bẹn vẹn con gái về nhà chồng vậy. Cứ cười trừ thôi. Nè, cho máu nè. Lấy đi. Cho cậu đó. Cảm ơn Yến Nhi nha. Ôi, cảm ơn mình cũng mà cảm ơn đến Tết không hết. Đi thôi. Thì đúng toàn chơi mấy con trai nhiều rồi. Chơi con trai gì? Chơi với gái hả? Chơi với gái đi. Chơi với gái vui bỏ mẹ. Ông cứ tào lao. Anh Nhiên này bẹn mẹn vãi đái anh em ạ. Đúng rồi, vui thấy mẹ thấy luôn. Đang vui này. Đang vui chả thấy ông nói mẹ gì. Tôi chơi vui lắm thiệt luôn. Tôi nói chuyện nhiều nữa. Đúng có lại nhiều khi á, những thứ xa mình xử lý nhìn mặt cười á. Nhìn số 4 gì, trời ạ. Không phải hôm qua không? Nói chuyện được vài câu xong cứ cười. Còn né đạn, thần tốc. Sang đây đi, mọi người ơi, bên bốt cam này. Nghe trông vắng lắm anh ạ, trông vắng chiều này rồi. Bạn nào? Trong này. Đi chơi. Ô, có tiếng. Đi đâu vậy anh trai? Đấy. Ủa? Ôi trời ơi. Chị có ý nghe rồi. Ui trời ơi. Ôi trời ơi.
mình ăn con boss của đào rồi anh em ạ. Mình đâu có biết đâu, tự nhiên nghe thấy đằng sau nó chạy tới. Mình tưởng là đào đang đuổi con boss ở bên kia. Ui, đồ đạc còn nguyên. Buồn rồi. Không có ai rồi, không có ai rồi. Không có, không có ai à? Không có người luôn, trong này cũng chả có. Dạ, tự nhiên bị ho nhờ. Ốm à? Nó hút thuốc lào nhiều. Vãi cả đái. Mẹ con gái. Ui, nhà người ta giọng ngọt như đường vậy mà lại bảo là hút thuốc lào. M24 kìa, lấy đi. Mà cái map này bây giờ sương mù bắt M24. I got surprise. Chả thấy bẩn què gì. Map này cầm M24 gọi là cầm cho trưng cho đẹp thôi anh em ạ. Ai nhặt thêm máu để tí cho cô gái quốc dân anh em ạ. Đừng hỏi vì sao mình yêu nhau làm sao. Cái quần què thì mình quên rồi. Mấy lần luôn. Ôi thế thì đào đen rồi. Đen dữ thì trời. Đen quá trời. Giật bớt đi, giật nước anh em ạ. Không có người rồi, không có người rồi. Buồn thế nhở. I got supplies. Đánh duyên cái sổ lấy dồ lấy nhau. Không ai đánh rồi 24 hết rồi. Thỉnh thoảng chát okay. Câu lên cho vui. Hay không, hay không. Thôi trời ơi. Toàn Nguyễn Du truyền lại đấy. Văn tăn gãi là Nguyễn Du tràn gãi. À, truyền lại đấy. Vũ Ba có rồi. Truyền lại hết đấy. Do Nguyễn Du truyền lại cho Linh ATM đấy. Thôi cậu lấy đi, mình có Vũ Ba rồi. Mình có rồi. Vũ Ba kìa. Có rồi. Cậu lấy đi. Ừ có rồi. Thiếu mỗi cậu thôi. Thiếu mỗi cậu thôi. Thế này thì chết anh em ạ. Let's go. Thôi chúng ta té đi. Má từ gì sọt chạy sang bên này. Không một bóng người anh em ạ. Hơi buồn. Nguyên bo thứ hai là chúng ta được đào bỏ việc để chơi để theo Yến Nhi chơi game. Nhưng mà hơi đen. Hơi té thôi. À đây có sao không? Có tiếng. À con boss thôi, boss. Bay lan đi, bay lan chắc chắn có người. Ừ, bay lan đi, mình đang định qua bay lan nè. Số 1 nó có sao không, số 1 ơi. Mình có rồi, sao có rồi, có rồi. Lấy. Tôi trả lời dùm luôn á. Ôi, trả lời dùm luôn. Trời, cô gái của chúng ta biết hết rồi anh em ạ. Tôi cho chị đi. Đi thôi. Đây này, ở đây có người này. Enemies ahead. Thấy rồi này. Ông ơi. Thế hiện M24 nào? M24, ui thôi M24 làm gì? Đẩy thân xuống đi, tại vì M24 có 3 ở bên kia. Let's go. Ui nó nhiều lắm luôn. Từ từ, đừng bắn. Ở trên dưới này nè. Đừng bắn. Let's go, đi theo mình. 6 kìa. Đi theo mình, mau lên. Xuống dưới này, tại vì nó ở bên kia có phải là chặn được cầu không? Xuống đây là ăn cả lũ này. Xuống đây. Ôi, bên này có mở cửa này. Ôi mù tịt này khó nhìn lắm anh em ạ. Tịt là không có hay đâu. Đứng đây rình. Chúng ta phải rình những con mồi béo ngậy. Đúng rồi. Đây đang đằng sau. Đảo ơi cậu cứ theo mình thôi. Còn mọi việc là cứ để mình lo. Ok. Đúng, có hai đàn ông mà chả giúp ích tích sự gì. Toàn cười trừ thôi anh em ạ. Đôi khi người ta cũng yếu đuối chứ bộ. Yếu đuối, ui, bạn cả đáng. Ông hút thuốc lào nhiều cố vô là yếu đuối. Thái trưởng. Yếu đuối quần què à? Mạnh mẽ lên xem nào. Kiểu gì mà nó cũng chạy qua cầu. I got supplies. Dình đã. Có sao. Có rồi. Yeah. Còn nó chắc chắn sẽ phải chạy bo thôi. Cảm ơn. Cứ ở đấy đi. Dình một chút xíu. Đâu rồi, hello baby. Hello các bạn trẻ. Đây rồi. Nó qua cầu. Lốc. Kê. Kìa, đầu cầu. Ui xịt tôi. Đẩy đạn. Gạt nó luôn này. Đẩy. Nó ngồi ở chỗ chân cầu. Mình vòng qua đường này là bắn được chết nó này. Này. Hello baby. À. Ngồi đây rồi. Đó này. Bay đầu chưa cứng. Let's go. Đấy. Lốc thêm tăng nữa rồi. Đẩy đi các cậu ơi.
Đào ơi, mấy cái ông gì kia ơi, ông hút thuốc nào ơi. Đẩy đi. Ui, đau thế. Đâu vậy? À, sờ bốc à. Chuyên nghiệp đấy. Cũng có tí đấy. Được. Được rồi. Sờ bốc thở chim ra ngoài à. Ôi, gạt được kìa, gạt hay clip vậy. Ôi, gạt. Để mình móc, đây rồi. Đây rồi, nghe được chưa? Sau tường, à đây rồi. Hello anh chạy, rồi, cứu đi. Ôn thỏa, ôi ôi. Chú trò bạn ôi. Còn một chấm máu, ôi vãi đái ạ. Còn tí tí keo con voi. Trời à. Trời quá. Trời ơi. Có đào ở trong này là mình giỏi lắm. Mình bắn hết bọn nó cho cậu xem. Cho thằng nào có thể động tới cậu được. Hả? Let's go, đi thôi. Bo kìa. Mau lên. Đúng rồi, chạy bo đi. Bo đi các bấy bè. Đi thôi. Chạy bo nè. Đi thôi. Trời ơi. Mau lên. Đi bo. Ôi. Người. Ui, định bệnh của mày thế. Ui vai. Cái điếu gì vậy? Ui anh ơi, anh làm mẹ tít lái ra quần. Tim mẹ. Ui. Trời game này nhiều lúc nó gọi là hồi hộp. Nó đâu vậy? Nó đâu vậy? Bắn cái Honda trước mặt. Chết, Honda trước mặt. Cẩn thận, có bạn nó đấy. Bồ nó tới. Bồ nó tới à? Giết buôn bồ nó. Ôi địt mẹ đông thế. Ông làm gì vậy? Ông lại lịt mẹ rồi. Nó ở chỗ tảng đá bên trên đúng không? Địt mệnh. Hay quá Đào ơi. Cứu người đi, để mình vòng. Chết nè. Chết rồi, đúng rồi. Anh chạy lại, sao không thấy gì, sương mù. Còn đá hướng 100. À, tí nữa thì bắn tìm ra ngoài với cái thanh niên đó. Ồ, bốc khói rồi. Đắp bộ cuộc tình rồi. Đắp bộ cuộc tình rồi. Có tiếng. Ngay bên trái. Ủa mình giết được hai thằng ở dưới đó. Mình không biết nhưng mà mình nghe thấy ở bên trái có một tiếng. Hình như là ở hòn đá này. Tặng cho bạn trái bom ăn chơi. Không ra gì. Tiếp tục vòng để mình vòng lên trên. Mình nghĩ là đứng ở hòn đá này. Nó đâu vậy? Nó đâu vậy? Hòn đá trước mặt. Trước mặt nè. Không biết hòn đá trước mặt. Nhiều đá quá mà. Thiệt tình. Gì bọt dưới quần què vậy? Cái gì móc lên trên được kìa. Móc rồi. Bây giờ chỉ nó thò ra là chân nó thôi. Lại ngồi trong hang đá hở nó chim ra ngoài. Hòn đá chỗ hướng nhiêu vậy? Không thấy. Ai ông cong lên luôn hả? Hình như nó chạy rồi. Tôi cũ móc nè. Nó chạy rồi. Mới nói mà. Nó đi rồi Đào ạ. Đến ở đây mà. Đúng rồi, vừa rõ ràng mình nghe tiếng mà. Bo, sát bo rồi. Đi bo. Lạc thế. Chạy vào bot cam này. Thôi. Bỏ nó đi. Mấy cậu ơi. Đi. Không lên làm như vậy. Đi thôi, let's go này. Bo. Trời ạ. Vẫn còn tìm nó làm gì. Đi thôi. Ui, còn hai mấy thằng đông thế nhở. Tan xương rồi này. Bắn nhau là hợp lý này. Nãy giờ có đường kêu người ạ. Buồn nhở, mình chưa được mạng nào Đào ạ. Một kêu. Mình buồn lắm cơ. Có được cái mạng nào đâu. Máu này. Nhập bình máu nữa đi. Tí nữa Đào thiếu thì lại cho Đào. Có cái thằng đằng sau không biết nó chạy đi đâu nhở. Đi đã. Đi thôi. Đào ơi. Theo mình này. Follow me. Ủa gì. Mau lên. Let's go. Úi có tiếng. Ngon. Ok. Ui, nó lát thế. Trong à, bọn nó. Ui, cái bò này còn đông thế nhở. Bên chuẩn bị cao nữa rồi. Ui, cậu cứ đi sau mình thôi để mình lo cho. Cậu đừng có chết là được. Trời ơi, dễ thương như này mà chết là phí lắm. Có tiếng, trong kho. Bình tĩnh. Đông. Trong kho. Rồi, thấy rồi. Ôi, bắn đi vậy. Rồi, lốc rồi. Này
thỏ ra này, con thằng cuối đấy em, để mình, để mình. Mày đi ra này. Rồi rồi rồi, xong xong xong. Em bỏ xuống này, em bỏ xuống, em bỏ xuống, em bỏ xuống. Lia rồi, lia rồi. Này này, em bỏ xuống rồi này, em bỏ xuống rồi nè. Cứu đi kìa. Em ở đâu vậy? Đi đây, đi đây. Em ở nhà đi. Ủa, cứu đi đâu? Lẹ, lẹ. Đi, để mình cam cho. Vô đây, vô đây, vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Rồi, cứu. Đụng em hết máu rồi, hết máu. Hết máu. Bà, ôi, ba kho kìa. Mình ở hai bên kho nó bắn em luôn. Được. Cái gì vậy? Đụng em á, đụng. Ui. Nó phát gì ghê vậy? Thôi. Thề xong, luôn. Xong, 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 bạn số 2 rồi. Bạn đen rồi. Ôi, ông đóng cửa bên bên kia lại đi. Ui, nó 19 giây, đi. Chuẩn bị chạy bo đi mấy anh, vị huynh đài. Ui. Cái điếu gì vậy? Ủa? Thì nó tát mình chạy sau nè. Tường, nó bắn bụp phát mất máu. Ơ. Hack rồi. Định mệnh. Anh em có thấy quả đấy không? Vãi cả đái ạ. Chạy như thế mà nó bắn trúng. Mà chỗ đấy làm gì có cửa sổ đúng không? Vãi nồi thật, là nó bụp phát định mệnh. Tôi xong rồi. Ui, bo này còn tới hai mấy thằng. Để gặp bố hack nữa thì tôi còn chắc còn khép đít quân lệ bố. Trời ạ. Buồn rồi. Tính ra mình giáp ba một ba. Ngoài bo rồi. 4 mét. Mà chưa có ai bán nữa. Ui, đi bo kìa. Bo, bo, bo. Ui, 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 ui. À không phải. Nó bắn đằng khác. Ui, nó bắn mình. Đi sang đây, trong này, trong bo rồi này, hợp lý. Ui, ngon quá. Ông hồi máu đi. Chết không kịp rồi. À. Ngồi đấy, đi, đi, đi. Ngồi đấy này. Ngồi trong hang đá, thò chim ra ngoài. Cái mạng tôi nó lát cực kỳ. Mạng tôi cũng lát. Máy nóng lắm. Số 4 ta đi rồi. Ở bên này có một team. Vào đây nào ơi. Trời. Kìa kìa. Này, gió này. À, thò vào à. Thò ra thụt vào à. Cẩn thận Đào ơi. Rồi, trên kia dã nhau rồi. Ui, bò nhỏ thế này. Mày còn sương mù mà còn đông thế. Trời ạ. À. Này tính sao à, bây giờ? Rồi. Mình thấy rồi. Rồi. Nằm cái hòn đá. Hai này. À, lắc à. Cái gì vậy? Kìa một thằng kìa. Mình phản đam thì thôi, quên mẹ đi, quên đường về luôn. Chạy ra chỗ đấy, chạy ra chỗ đấy. Chạy ra hòn đá đấy đi, hòn đá cái xác chết. Đây này, còn một thằng ở trên hòn đá bên trên. Mình vừa thấy nó rồi. À, thầy thò này. Thò ra, 10 tỷ cho bạn thò ra này. Gặp luôn bạn. À, tặng bạn trái bom ăn, ăn cho vui này. Ăn cho vui này. Vai lô hô. Này, bay màu cuộc sống này. Bay màu cuộc sống, xa quá anh. Kìa nó chạy kìa. Rồi rồi rồi, quăng sợ. Ui, khó rồi. Trời ơi, bo lại bo nó. Mình lại phải chạy qua đường thế này. Ôi, có hai thằng anh em ạ. À, một thằng hòn đá này, một thằng ở trên, được rồi. Mình xử thằng hòn đá này trước. Hello. Hello baby. Một cháu. Đây, còn anh kia ở trên hòn đá này. Ui, Đào ơi. Hello baby. Hello baby. Hello baby. Định bệnh. Thôi xong rồi, không cứu được. Đào ơi, xin lỗi nha Đào ơi. Chết rồi. Trời ạ. Ui, không có giáp. Vẫn không có giáp, khó mình rồi. Trời ạ, còn 4 thằng nằm trên. Bây giờ còn, còn 5 thằng. Rồi, bắn nhau đi. Trời ơi, khó rồi. Không có giáp rồi. Chết hết đi nhờ. Ê, buồn quá Đào ơi. Chết rồi. Biết có lấy được túm 1 cho cậu không? Thiệt là buồn đó mà. Ê, mình không có giáp. Trời ơi, khốn nạn. Thiệt là khốn nạn. Còn mẹ mày, chẳng phải bắn mất giáp của tao. Còn mỗi mình tao thôi đó. Trời ạ. À. Mình phải chạy lên thôi. Bò bên ngoài rồi, 4 giây định mệnh. Ui. Rồi bắn nhau đi, ôi cất tầm. Đúng rồi, giết nhau đi. Rồi, một cháu nằm xuống. Hello, hello baby. Ôi, nó mới bị lốc thôi. Thôi bỏ thôi anh em ạ. Tầm này còn mỗi mình. Trời ạ, giáp không có, phải bỏ thôi.
Đây rồi, một thằng bên trái mình, ngay trên. Đấy thấy nó, nó nằm rồi. Ui bo, định mệnh. Ui bo này mà giật thì thôi, đau hơn cả giật giật thần kinh. Làm tiếp. Ui có tiếng. À đây rồi, đi đâu vậy trai, đi đâu vậy trai. Wow, vậy là còn 3 cháu nữa. Trời ơi, khó mình rồi. Bây giờ ba thằng này một team rồi, thằng này clear thì chắc chắn ba thằng kia một team rồi. Ui, ui bắn gì vậy? Đừng nói nhìn thấy mình nhá. À thì mình bắn thì nó cũng biết mà. Bây giờ còn còn tận 3 thằng. Thôi xong rồi, có tiếng. Ui, thôi xong. Chết rồi, không kịp rồi, không kịp rồi. Ui không kịp rồi. Mình cố ra lấy cái giáp. Ok. Lại top 2 rồi anh em ơi. Lời nguyền. Ui, hẹn anh em một tập sau nhá. Ui buồn quá. Trời ạ. Quá buồn cho một cuộc tình. Subscribe vào YouTube này. Nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá.